mấy ngày hôm nay được coi là những ngày nắng nóng cao điểm tại miền Bắc, khi mức nhiệt nhiều nơi ở mức 39-40 độ C. Vâng, oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi là cảm giác của mọi người khi phải di chuyển lao động ở ngoài trời. Nhiều người dân đã phải tìm đủ mọi cách để trốn nóng và tránh cái nắng hầm hập, khó chịu như thế này. Từ sáng sớm, nắng đã bắt đầu xuất hiện, hơi nóng hầm hập tỏa ngược lên từ đường nhựa. Mọi người ra đường với trang phục kín mít, áo chống nắng từ đầu đến chân, kính râm, khẩu trang đầy đủ cũng không làm dịu được cái nóng. Đi học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều học sinh cảm thấy mệt mỏi. Linh động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tăng cường quạt mát, đảm bảo nước uống là một trong nhiều biện pháp trường tiểu học Hạ Lễ, huyện Ân Thi đang triển khai để phòng tránh nắng nóng, đảm bảo sức khỏe cho hơn 300 học sinh. Về cơ sở vật chất là chúng tôi đã bố trí thêm quạt cho các phòng. Mỗi một lớp là trang bị thêm 4 cái quạt treo tường, không để nước uống thiếu. Chưa hết là chúng tôi đã gọi nước đến để cho học sinh uống rồi. Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì phụ huynh học sinh phải kết hợp với cả nhà trường để trang bị cho các cháu những cái mũ lón với áo đi nắng để cho các cháu đến trường đỡ bị nắng. Giờ ra chơi cho các cháu chỉ khoảng 10 phút thôi để cho cái giờ tan học các cháu sớm hơn thì các cháu đỡ về nắng hơn. Thời gian nền nhiệt cao trên 35 độ C kéo dài từ sáng sớm tới chiều muộn khiến người dân có trọn vẹn một ngày mệt mỏi, khó chịu. Bóng râm hiếm hoi giữa khoảng không gian nóng cháy là nơi mà bà con tạm nghỉ cho lại sức. Bà Hoàng cũng như nhiều nông dân khác chọn cách ra đồng từ sáng sớm để chạy nắng. Trời nắng giúp cái là giảm sút nhiều chứ. Sáng này chúng tôi đi sớm, chiều thì đi muộn hơn chút. Thì buổi trưa nắng thì còn nghỉ ngơi chứ mà nắng đường bê tông này mà đi thì vất vả mệt lắm. Trong những ngày này, rõ ràng không ai hiểu sự khắc nghiệt của thời tiết hơn những người lao động ngoài trời. Công việc của họ vốn đã rất vất vả, nay lại càng nhọc nhằn hơn. Nhiều người vẫn cần mẫn mưu sinh giữa cái nắng nóng vì miếng cơm manh áo. Đã là công nhân thì lao động thì nó phải chấp nhận, ngoài trời nó phải như thế thôi. Làm sớm từ 6 giờ đến 10 giờ nghỉ, chiều từ 2 rưỡi đến 6 rưỡi. Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và nếu không chủ động phòng tránh sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt ở nhóm đối tượng người già và trẻ nhỏ. Trong mùa nắng nóng này thì chúng ta cũng nên lưu ý, đặc biệt với những người mà lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ, nếu thật sự là cần thiết thì chúng ta hãy ra đường. Còn khi ra đường thì chúng ta cũng nên là trang bị đầy đủ đồ để chúng ta có thể tránh nắng được tốt nhất, để tránh những trường hợp mà say nắng, điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình thì chúng ta nên uống thật nhiều nước. Nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục kéo dài. Người dân cần chủ động tìm những biện pháp thích hợp để phòng tránh nắng nóng cho bản thân và gia đình.